Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Hùng đến tham quan một căn nhà phố rất đẹp với diện tích khuôn viên đất ngang 4m2, sâu vào 15m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu, đầy đủ công năng sử dụng như là nhà đỗ xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Đặc biệt chủ nhà tặng kèm gói full nội thất lên tới 1 tỷ đồng khi mua. Và căn nhà này đang tọa lạc trên trục chính đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Anh Thông Tây. Và căn nhà này đang có hướng chính là hướng nam, có ghé tây một tí xíu nha quý vị. Căn nhà phố đẹp, lấn ngược, xây mới 100%, thiết kế hoàn hảo, nội thất cao cấp tặng kèm và đặc biệt căn nhà mình đường thông xe hơi. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng ra bên ngoài tham quan mặt tiền, mặt chính cũng như là toàn bộ kiến trúc của căn nhà phố rất đẹp này nha quý vị. Với diện tích khuôn viên đất cực kỳ chuẩn luôn, ngang 4m2, sâu vào 15m. Và đây là một căn nhà chủ nhà xây mới 100%, thiết kế đẹp, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và chúng ta sẽ cùng ra bên ngoài tham quan mặt tiền, mặt chính căn nhà nha mọi người. Và đây là mặt tiền, mặt chính của căn nhà phố hiện đại, lấn ngược, mới nhất năm 2024. Tọa lạc trên trục đường chính Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Hồng Tây. Căn nhà phố hướng nam và vị trí rất là đẹp, đường thông xe hơi, nhà xây theo mẫu kiến trúc hiện đại và mặt tiền thiết kế theo mẫu vuông với đèn led, đèn chiếu sáng bên ngoài rất là lung linh. Căn nhà mình nằm trên một con hẻm thông xe hơi, hẻm 5m nha quý vị, khu nhà lầu an ninh ổn định. Đường thông xe hơi, thuận tiện ở 4 phòng ti và cho thuê. Với mức tài chính đang ở mức khá là hợp lý, chỉ có 7 tỷ 900 triệu đồng thôi. Còn thương lượng, quý vị, cô bác, cô chú quan tâm căn này thì alo ngay về cho em Hùng để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí, cũng được hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng vào bên trong tham quan toàn bộ kiến trúc của căn nhà phố siêu đẹp này nha quý vị. Nhà thì có hai lớp cửa này, một khoảng sân, một nhà đỗ xe hơi dài tầm 6m. Quý vị đổ vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ, khu vực nhà đỗ xe hơi thì có ốp gạch 1m và gạch tường lên cao phun trần, dưới cầu thang có vệ sinh. Phòng vệ sinh thì có lavabo rửa mặt, bồn cầu, vòi tắm hoa sen, kế bên cầu thang thì có ô trồng cây xanh. Khu vực lấn ngược phía sau thì chúng ta sẽ có sofa, tủ kệ, tivi và hai bên tường có ốp nhựa than tre. Đây là khu vực lấn ngược phía sau căn nhà này, bên trên có đèn pha lê rất đẹp, hai bên tường có ốp những tấm nhựa than tre, tủ kệ tivi đóng với tủ kệ treo, dưới nền thì ốp gạch 1m và có sofa. Cuối nhà thì quý vị sẽ có giếng trời nhỏ kết hợp với đèn led bên trên rất đẹp nha quý vị. Đây là căn nhà thiết kế theo mẫu lấn ngược này, nội thất thì hoàn hảo luôn, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Với mức thanh khoản đang nằm ở mức 7 tỷ 900 triệu đồng, chúng ta sử dụng ngay căn nhà có diện tích đẹp, ngang 4m2, sâu vào là 15, xây mới một trệt, một lửng và 3 tầng lầu, đầy đủ công năng sử dụng. Đây là một căn nhà có giá bán tốt trên địa bàn quận Gò Vấp, trục đường Lê Văn Thọ, sát với công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây nha quý vị. Và theo chân em Hùng di chuyển theo cầu thang đi lên, chúng ta sẽ đến với không gian khu vực lấn ngược, không gian phòng bếp. Cầu thang ở đây thì ốp đá hoa cương trắng đen kết hợp với tay vịn của cam xe lan can kính. Một không gian phòng bếp rộng có hệ thống tủ rượu kết hợp với tủ lạnh và tủ bếp đóng song song với nhau và làm rất là đẹp, tuyệt vời. Bàn ăn 6 ghế, hai bên tường có ốp nhựa, bên trên có đèn led, đèn trần. Và đặc biệt không gian bếp thì có cửa sổ và cửa ra ban công mặt tiền chính kết hợp với máy hút mùi, tủ đựng gạo. Căn bếp thì rất đẹp và rộng cũng là thoáng nhé. Không gian bếp thì chủ nhà thiết kế khá là hiện đại quý vị, dưới nền vẫn được ốp gạch 1m2. Và căn bếp này thì hoàn hảo, nội thất cao cấp, bao gồm cả tủ lạnh, bàn ăn và thiết kế rất là đẹp. Lò nướng, lò ghi sóng đầy đủ hết, tủ rượu ngay không gian tủ lạnh, bên ngoài thông với khu vực lấn ngược, khu vực không gian phòng khách phía dưới. Và theo chân em Hùng di chuyển lên trên, chúng ta sẽ cùng em đến với không gian kiến trúc phòng ngủ. Cầu thang thì sử dụng hệ đèn led âm và rất là đẹp. Phòng ngủ thì sẽ có 4 phòng với cửa nhôm xin pha, giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, bên ngoài có cửa sổ và cửa ra ban công, có màn rèm cây xanh trồng bên ngoài. Ngoài ban công thì có lan can kính kết hợp với trần nhựa. Phòng ngủ thì chúng ta thấy đầy đủ nội thất này. Đầu giường có dán giấy và ốp nhựa rất là đẹp, tủ áo đóng phun trần, máy lạnh đặt ngay trên cửa ra vào. Sàn phòng ngủ thì ốp gạch giá gỗ và mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh trong. Căn nhà này thì có hướng chính nam nha quý vị. Nằm trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Cách công viên làng hoa khoảng tầm 300m thôi. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 phút đi xe máy và đi di chuyển qua sân bay khoảng tầm 15 phút. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ phía sau, phòng ngủ số 2. Căn nhà này thì chủ nhà tặng kèm full nội thất lên tới cả tỷ đồng khi mua. Phòng ngủ số 2 thì có cửa sổ ra giếng trời, tủ áo âm với hệ thống cửa kính bên ngoài.
giường ngủ, chăn ga, gối đệm, máy lạnh, đầu giường có ốp nhựa trang trí, bàn trang điểm và vệ sinh bên trong. Đây là căn phòng ngủ số 2 nhé. Tất cả các phòng đều thiết kế có vệ sinh trong với là bồn rửa mặt, vòi tắm hoa sen, bồn cầu, quạt hút mùi và gương soi đèn LED. Và qua phía bên trên chúng ta sẽ đến với lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4 này quý vị. Ngang 4m2, sâu vào 15m. Giá bán đang rất mềm nhé. 7 tỷ 900 triệu đồng thôi là chúng ta sở hữu căn nhà đẹp, full nội thất rồi. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua, có nhà ý muốn sở hữu những căn nhà với tầm tài chính hơn 7 tỷ trên địa bàn quận Gò Vấp thì chúng ta đừng bỏ lỡ qua căn nhà này nhé. Đây là không gian phòng số 3 quý vị. Phòng số 3 thì cũng thiết kế với tông màu xám xanh là màu chủ đạo và có giường ngủ, chăn ga, gối đệm, cửa sổ ra phía sau cũng như là có vệ sinh bên trong. Một căn nhà thiết kế quá đẹp. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng. Và đặc biệt chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng khi mua. Nên là quý vị chúng ta mua nhà thì vay ngân hàng tầm 4-5 tỷ nhé. Và quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Ở đây thì chúng ta sẽ có ban công bên ngoài với cửa nhôm sinh pha đi ra. Giường ngủ, chăn ga, gối đệm, máy lạnh, tủ áo, vệ sinh bên trong. Căn phòng ngủ rất đẹp quý vị. 4 phòng ngủ đều đầy đủ nội thất rồi. Chúng ta mua thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi. Và lầu trên cùng sẽ là không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ngang 4m2, sâu vào 15m, hướng chính nam, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một con hẻm đường thông xe hơi nhé. Đây là không gian của phòng giặt này quý vị. Sau nhà sẽ là sân sau để chúng ta phơi đồ và trồng rau, trồng cây xanh. Khu vực sân sau này thì có rào chắn và có khung bê tông bên trên thì chúng ta có thể lập mái này. Đây là sân thượng sau nhé, bên trên có bồn nước năng lượng mặt trời và những cục nóng máy lạnh. Và ra bên ngoài thì quý vị thấy có không gian phòng thờ ở đây. Phòng thờ sẽ được làm sẵn và có cửa ra bên ngoài, có màn rèm, khu vực thờ cúng này. Và cuối cùng là không gian sân thượng trước. Ngang 4m2, sâu vào 15m, hướng chính nam, đường thông, giá bán là 7 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng hỗ trợ bank ngân hàng lên tới 60-80%. Liên hệ xem nhà bên Huy Hùng sẽ rẻ hơn những cái bán nhà khác từ 500 cho tới 1 tỷ đồng một căn. Và quý vị có bác cô chú quan tâm thì alo cho Hùng để được tư vấn và đi xem nhà. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.